Công việc hàng ngày của farm chúng tôi thì vẫn là công việc chăm hoa. Các cái công việc này thì làm cái bờ tường hóa này rất là kỳ công. Toàn bộ bờ tường hóa này là mình sẽ trồng toàn bộ bằng cây mai địa thảo. Và mình đang cho tưới quá nhẹ nhẹ cái con này cho nó chắc chí. Và mình đang làm cái con đường 12 con giáp. Cái nước là xịt có bay được cái lạc lá đúng không anh? Con bay luôn. Bay sỏi luôn. Thì không gian này mình sẽ sử dụng sau này có thể là làm cái khu để tổ chức trò chơi, những trò chơi mặt nước như những cái hồ cạn, những trò chích chắc, các trò chơi có thể là zip line, hoặc trò chơi đi xe đạp. Còn phía ngoài mặt nước thì mình rất muốn làm một cái khu vực sân khấu để tổ chức các cái đêm nhạc. Ý tưởng mọi người thế nào cho mình ý kiến với. Còn đây là cái con đường mình sẽ đắp 12 con giáp, sẽ mỗi con giáp sẽ ngự trị trên một cái tảng đá như thế này để mọi người khi ai có cái tuổi có con gì thì có thể đến đây check in tại Hòn Mát Farm Tây. Đó, giới thiệu mọi người. Và bờ tường hóa này là một cái kỳ công của mình năm nào cũng vậy, biết là vô cùng vất vả và tốn kém nhọc nhằn, nhưng mà cũng phải làm, là vì cũng làm mà thì nó khu vực này nó không thể để lại được cái điểm nhấn gì. Mọi người đến đây lúc nào cũng yêu cầu một cái điểm nhấn, nên có hết điểm nhấn này thì nói cái này chứ phải, điểm nhấn kia là cái kia chứ phải, chỗ này phải trồng thêm cây này, chỗ kia phải trồng thêm hoa kia. Đấy, điểm nhận là vậy đó. Điểm nhận là thay đổi liên tục. Rồi, xin cảm ơn, xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp mọi người vào đêm mai vào lúc 20 giờ sẽ diễn ra một cái đêm nhạc tuyệt vời của ca sĩ Thanh Quý và Sáu Trúc Mão Mèo, cùng với ban nhạc Phiêu Ben và cái đội vũ đoàn Lavender, cũng với tất cả các cái màn ảo thuật của nghệ sĩ Trần Tâm, và với một cái cung đường sạch sẽ và gọn gàng sẽ giới thiệu đến mọi người trong một cái khu vực Hòn Mát thật nhiều cảnh đẹp, chào đón mọi người trong một đêm nhạc tuyệt vời. Xin cảm ơn.